lời điếu. Kính thưa hương hồn cụ bà Maria Nguyễn Thị Khuyên, kính thưa cùng toàn thể tang quyến, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, toàn thể, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, xã hội trong phố ngoài phường, kính thưa vị đại diện đại biểu cho ban hành giáo, đồng kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em trong phố ngoài phường, thân bằng cố hữu gần xa của gia đình. Hôm nay bà con tổ dân phố số 5, khu dân cư Đồng Mỗ, phường Túc Duyên, chúng ta tập trung tại đây ngậm ngùi thương tiếc để tiễn biệt cụ bà Nguyễn Thị Khuyên, người công dân tổ 5, hội viên hội người cao tuổi, chi hội người cao tuổi tổ 5, về nơi an nghỉ cuối cùng. Cụ bà Nguyễn Thị Khuyên đã từ lâu lâm bệnh nặng, nhất là những tháng gần đây, bệnh tình ngày càng trầm trọng. Trong những tháng thời gian đầu đông của cuối năm giá rét, cụ đã được con cháu tận tình chăm sóc, các thầy thuốc thăm hỏi, khám chữa, chăm lo cứu chữa và đoàn thể bà con nối phố đến thăm hỏi, động viên. Song do tuổi cao sức yếu, cụ bà đã không qua khỏi được và đã tạ thế vào hồi 1 giờ 25 phút ngày 18 tháng 11 năm 2021, tức là ngày 14 tháng 10 năm Tân Sửu, hưởng thượng thọ tuổi 90. Cụ bà Nguyễn Thị Khuyên sinh năm 1932 ở một làng quê thuần nông, huyện Tiền Hải, Thái Bình, cuộc sống ở một làng quê Bắc Bộ rất nhiều khó khăn, nhất là những năm đói kém, những năm nạn đói, năm 45 hành, nên bố mẹ cụ đã phải đưa toàn bộ gia đình rời quê hương Thái Bình lên miền núi để kiếm kế sinh nhai. Đến Thái Nguyên thì cụ Khuyên đã bị lạc người thân nên phải đi ở để kiếm sống. Sau được gia đình tìm kiếm và đưa về sum họp tại với gia đình tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Linh Sơn thuộc thành phố Thái Nguyên. Cùng thời gian này, cụ đã trưởng thành và lập gia đình với cụ ông Phạm Văn Thông. Ở địa phương xã Linh Sơn, cụ đã tham gia vào là xã nông nghiệp xã nông Linh Sơn từ những ngày đầu được thành lập và đã có nhiều đóng góp với phong trào hợp tác xã nông nghiệp và luôn được bình chọn là xã viên gương mẫu. Năm 2005, hai cụ chuyển về tạm cư theo con trai ở tổ dân cư số 8, nay là tổ dân cư số 5, phường Túc Duyên. Năm 2008, cụ ông do tuổi cao sức yếu đã về già, để lại cho cụ bà ở lại. Nén đau thương, cụ vẫn chăm lo giúp đỡ con cháu để con cháu yên tâm công tác. Và cũng trong thời gian này, cụ tham gia vào hội người cao tuổi, chi hội tổ 5. Cụ luôn luôn là hội viên gương mẫu tham gia và luôn luôn được bình chọn là hội viên tuổi cao gương sáng. Cụ sinh hạ được 7 người con, trong đó 3 trai và 4 gái. Có cả 19 cháu, đã xây dựng được 12 cháu. Cụ được thầy 22 chắt nội ngoại. Và 2 người con đỡ đầu, các con cháu của cụ đều đã trưởng thành, gia đình con cháu cụ đều có cuộc sống ổn định và gia đình hạnh phúc. Cũng như con cháu cụ đã luôn luôn hoàn thành nghĩa vụ xây dựng địa phương và hàng năm được bình chọn là gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc. Đối với bà con láng giềng, cụ sống hòa mình, chân thành nên được bà con quý mến. Trong gia đình, cụ là người vợ, người mẹ, người bà, người cụ hiền từ mẫu mực. Cụ bà ra đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình, con cháu, họ hàng nội ngoại gần xa. Tổ dân phố chúng tôi mất đi người công dân quý mến, chi hội người cao tuổi mất đi người hội viên mẫu mực. Hôm nay ra đi, cụ để lại cho gia đình, người thân cũng như bà con chúng ta bao nỗi niềm thương nhớ thiết tha. Thế là từ nay, tổ dân phố số 5 cũng như bà con phố vắng, lối phố vắng bóng cụ mãi mãi đi xa về cõi vĩnh hằng, về với Chúa Trời. Cụ Khuyên ơi, sinh có hẹn tử bất kỳ, đó cũng là quy luật của tạo hóa, không ai có thể tránh được. Chúng tôi cầu mong cụ siêu sinh thỉnh độ, an giấc ngàn thu, về với tiên tổ, về với Chúa nơi vĩnh hằng được thanh tao mát mẻ.
Trong lúc buồn thương này, chúng tôi xin được gửi tới gia đình, họ hàng nội ngoại gần xa lời chia buồn cảm thông, mong gia đình sớm biến đau thương thành sức mạnh để xây dựng và ổn định kinh tế, thỏa lòng mong ước của người đã đi xa. Một lần nữa xin được vĩnh biệt cụ để tưởng nhớ cụ bà Nguyễn Thị Khuyên. Xin mọi người chúng ta để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Anh chị em thân mến, cộng đoàn tín hữu chúng ta vừa mất đi một người thân yêu. Gia đình Đa Minh của chúng ta vừa mất đi chị Maria. Khi còn sống, chị Maria đã đồng hành và chia sẻ với chúng ta trong cùng một tinh thần, một ơn gọi, một sứ vụ. Chị Maria đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trên dương thế. Chúng ta tin tưởng phó thác chị Maria trong bàn tay từ bi nhân hậu của Chúa và hiệp một lòng một ý dâng lời cầu nguyện cho chị Maria thân yêu của chúng ta đây. Giờ đây, huynh đoàn giáo xứ Ngọc Lâm có chút lễ mọn phúng viếng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin ngôi bà Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân trăng chứa thấm nhuần hồn sang chúng con, biến chúng con tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chung con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu lan lời quan phong di ô mi na tô chịu đóng đành trên cây thánh giá chết và tăng sáng xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép ta vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này cao thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xa loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống về. Amen. Lạy sẽ chẳng khinh chê này Thiên Chúa, xin này lòng nhân nào xót thương con, mở lòng hải hà xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết nỗi lầm tội lỗi con, xin ngài thánh thầy tôi mình đã phạm lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm, con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa dám
chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo dạy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỉ, để xương cốt bị ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con lên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần nhan thành. Đừng cất khỏi lòng con thần khí thanh của ngài. Xin nối ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc được sẽ trở lại cùng ngài. Chúa sớm đưa linh hồn chị về hưởng tôn nhan Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho những việc chị Maria đã làm đem lại kết quả tốt đẹp, và còn được nhiều người khác tiếp tục làm cho sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm mà chị Maria đã phạm vì sự mỏng giòn yếu đuối của thân phận con người, để linh hồn chị được xứng đáng chung hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến những người thân yêu của linh hồn chị đang buồn sầu vì nỗi mất mát lớn lao này. Xin Chúa trở thành nguồn an ủi đích thực cho gia đình tang quyền. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương thực hàng ngày, và tha lỡ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, lúc này đây sự chết có thể làm chúng con hoài nghi cả sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được nghiệm thấy quyền năng của Chúa. Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa hứa ban ơn cứu độ. Xin giúp chúng con nhớ rằng Đức Kitô phục sinh đã chiếu tỏa ánh sáng vào đêm tối dày đặc đang bao phủ chúng con. Xin giúp chúng con luôn luôn đứng vững. Xin dùng sức mạnh của Thánh Thần mà nâng đỡ lòng tin yếu đuối của chúng con. Xin giúp chúng con trông cậy vững vàng vào Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa kẻ sống, chúng con xin trao vào tay Chúa người chị em thân hữu và cũng là đoàn viên huynh đoàn đa minh của chúng con, là chị Maria. Qua cái chết của chị Maria ra khỏi thế gian này, thì xin Chúa mở cửa thiên đàng đón nhận chị Maria vào được hưởng phúc trường sinh. Chúng con thương mến chị Maria, nhưng Chúa còn thương yêu chị Maria hơn nữa. Xin Chúa tiếp tục âu yếm, chở che và cho chị Maria ở lại bên Chúa, cùng với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Từ ăn kêu vang, lạy Chúa xin do thương ban xuống niềm tin ấm ô cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lên linh Chúa. Linh hồn con tha thiết, an
ban xuống niềm tin lớp vô cho tâm hồn. Này do thanh trái tim Đức Chúa Giêsu. Này trái tim cực thanh cực sạch do thanh Đức Bà Maria. Này ông thanh Giuse là vạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Này ông thanh Giuse hoàng nương cảnh và các thanh từ đạo Bắc Ninh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cụ Maria đã xong, kính mời huynh đoàn Đa Minh Ngọc Lâm ra bàn uống nước, chia buồn cùng tăng quyến. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Sống ở đời thì đưa như thế là bà về nơi an nghỉ cuối cùng, làm sao cho tốt đẹp, và chúng ta cầu nguyện nhiều cho bà. Tôi xin chân thành yêu cầu gia đình chúng ta thực hiện tốt trong việc như tất cả chúng ta mong muốn. Thank you.
Trần này cảm ơn của gia đình trân trọng kính mời quý vị về bàn uống nước. Chị buồn của tăng quyến gia đình chị cảm ơn.